hai câu lạc bộ Đông Nam Á khiến tất cả bất ngờ. Johor Darul Tajim và Buriram United khiến trật tự trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông AFC Champions League Elite 2024-25 đảo lộn. Sau 3 loạt trận của giai đoạn đầu tiên AFC Champions League Elite 2024-25, hai đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á chia nhau các vị trí trong nhóm dẫn đầu. Johor Darul Tajim xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, trong khi Buriram United gây bất ngờ lớn hơn với vị trí thứ 3. Ở loạt trận thứ 3, Johor Darul Tajim, đội bóng mạnh nhất Malaysia hiện tại, thất bại 1-3 trên sân Gwang Ju. Nhưng kết quả đó không ngăn họ chiếm một vị trí trong top đầu bảng xếp hạng. Câu lạc bộ của Malaysia có 4 điểm sau 3 lượt trận. Trước đó, Johor Darul Tajim từng đánh bại Shanghai Shenhua 3-0 và cầm hòa Shanghai Port 2-2. Kết quả thuận lợi trước hai đội bóng mạnh nhất Trung Quốc hiện tại cho thấy vị thế của Johor Darul Tajim. Gã nhà giàu của bóng đá Malaysia được đầu tư mạnh mùa này. Với tổng cộng 13 ngoại binh trong đội hình, cựu sao Real Madrid, Jesse Rodriguez là cái tên nổi tiếng nhất khoác áo Johor Darul Tajim hiện tại. Trong khi đó, Buriram tiếp tục trở thành bất ngờ lớn nhất của khu vực miền Đông AFC Champions League Elite 2024-25. Đại diện của Thái Lan có chiến thắng 1-0 trước Pohang Steelers ở loạt trận thứ 3. Pohang là một trong ba đội mạnh nhất Hàn Quốc hiện tại và đang nằm trong nhóm đua vô địch K-League mùa 2024. Tại AFC Champions League mùa trước, Pohang đều đánh bại Hà Nội Fan Club thuyết phục trong cả hai lượt trận. Chiến thắng trước gã khổng lồ xứ Kim Chi cũng giúp Buriram leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng AFC Champions League Elite 2024-25 với 7 điểm sau 3 lượt trận. Họ là đội duy nhất của Đông Nam Á bất bại sau 3 lượt trận tại AFC Champions League Elite 2024-25. Ở trận mở màn, đội bóng xứ Chùa Vàng cầm hòa Vissel Kobe, đội đương kim vô địch của Nhật Bản với tỷ số 0-0. Đến lượt trận thứ 2, Buriram đánh bại đội đương kim vô địch của Australia, Central Coast Mariners ngay trên sân đối phương với tỷ số 2-1. Thành công của Buriram và Johor Darul Tajim khi chạm trán những đội mạnh nhất Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia cho thấy tiềm năng của bóng đá Đông Nam Á cấp câu lạc bộ. Nếu nhận được sự đầu tư đúng đắn và có chiến lược bài bản, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa các câu lạc bộ Đông Nam Á với các đội hàng đầu châu lục ở khu vực miền Đông không quá lớn như ở cấp độ đội tuyến quốc gia.